ngủ đã quá ta. Hai ngủ rồi đã hả? Đứa tay một đứa xuống mình tăng tăng xuống cái sàn gỗ cũng cho nha. Đứa nào bị ăn lươn đây, đứa nào bị ăn lươn đây. Lươn đây, con lươn đây. Thế nào á? Ê ơi, lại đánh cho mấy lươn nữa bây giờ. Gì á? Không. Đưa mẹ. Mới hả? Ho đó. Thôi, hết này. Chưa, đá còn nên sao hết nặng được. Đây. Này, uống cái này trước đi rồi mẹ cho cái đó. Uống giỏ đi rồi mẹ cho. Uống giỏ đi rồi cho bún. Ờ, uống bún luôn, uống giỏ, uống hết đi. Uống giỏ đây nha. Con cứ uống hết đồ chữa này, uống cái này mẹ cho liền. Ờ, uống hết đi. Uống hết đi nha, rồi cho. Của con đấy, ừ của con cũng uống hết này đi, uống hết sữa đi. Uống hết sữa đi. Mút đi. Uống hết hộp sữa này đi rồi lấy cái rồi uống cái này nhá. Uống hết cái này rồi uống cái này nhá. Ừ thì của con mẹ có lấy đâu, mẹ cho mày hết. Cho uống hết đi. Nhanh lên hết đi rồi lại uống. Uống đi. Mút. Tí chiều là không có được qua ba lần nha. Mút. Nghe không? Tí tập thể dục đóng cửa tắm nữa. Lâu lắm. Mút đi. Qua nó đập cửa rầm 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 rầm. Mút đi. Quên. Quên mất. Mút đi. Chiều cuối. Quê quá Quân ơi, không qua nữa đâu. Ăn chiều xong rồi mới qua nha. Nghe chưa? Ôi trời ơi. Mình đi ba con mở cửa rồi, cọc rồi mở rồi. Tại có cái thằng đối diện nó còn nó ngồi, nó mở cửa ngồi. Cứ ngồi đầu cửa. Đóng nào. Nhanh quá à. Cười chín mắt rồi. Yeah. Nó mẹ lấy lại đó. Trả ly đi, lấy, đưa ly uống đi. Không không không, của cuốn, ờ thì uống hết sữa này rồi, của cuốn nhanh lên. Con to này, to vô. Nhanh lên, uống hết rồi, uống cái đó. Nó uống mà nó phải ra chừng đi. Lấy cuốn một hơi rồi. Cuốn lên thì cả cục chân trong mất cái thẳng. Nhanh lên. Không thì vứt cái ly đi nè. Không uống luôn. Vứt cốc trà sữa đi nha. Vứt đi. Thế thì uống sữa nhanh lên. Ừ của con thì uống sữa nhanh lên nè. Nhanh lên. To vào, to vô, to vô. Nhanh lên, đứng chân trong nha. Bắt đầu gầy gầy đấy nhỉ, lại chắc là muốn ăn con lươn giống hồi xưa đấy nhỉ. Đau lưng quá hả? Ừ, uống lên rồi mấy cái cho nè. Đau lưng quá, cứ đau lưng quá. Miệng
rất là nhàn, rất uống hết. Uống đi thì thắm cho ly nữa nè, hai ly luôn. Nhanh lên. Đấy, mẹ khóc nhà chưa? Khóc gì vậy? Đánh nó. Đánh hứa, chịu uống sữa thì đánh nó. Cái gì đây? Ai đánh? Đau. Ai đánh mà bị đau đấy? Ai? Đúng. Đứa nào nữ? Ai đánh mà bị đánh đòn?